Nhờ bà mà Đại Phật Pháp lúc mà bà lên ngôi đó, bà trong lịch sử Trung Hoa thì có bà Võ Tắc Thiên là làm hoàng đế, một người nữ được làm hoàng đế đàng hoàng với hoàng hậu, hoàng đế là vua đàng hoàng 15 năm đó. cũng có cái niên hiệu, cũng có nghe là xưng đế đàng hoàng, lập nhà Châu. Bái, tại sao bà chọn bà thụ trì Phật Pháp, là bà thấy rõ ràng là chỉ có Phật Pháp muốn nói năm nữ bình quyền thôi. Nhưng mà người ta không chấp nhận, nên khi bà chết rồi thì là nó bắt mà đi viết sử, nó bù nhỏ bà cũng khiếp. Bà nói là bà là dâm đảng, là người đàn ông. Nhưng mà thầy thấy rõ ràng là cái xã hội có người đàn ông Trung Hoa họ bất công. Là bởi vì ví dụ như là mình nói chuyện lịch sử chứ, một người đàn ông làm vua hoàng đế thì là tam cung viện 3000, nghĩa là cung thủy mỹ nữ. Còn bây giờ bảo làm hoàng đế bảo có chứ có vài ông mà tại sao mình có bao dâm đản không? Thật sự thì mình phải đặt lại, mình đặt lại để bởi vì luôn luôn nhìn cái người nữ thật cái là thể mà họ ấy một chút mà lên án khủng khiếp khắc khe vô cùng, trong khi người nào muốn làm gì làm. Thấy không? Mình thấy bây giờ những cái sử mà nó viết là toàn những người như là những người không biết trả thù rồi mà nó không tin được cái đó. Thấy không? Mà phải nhìn một cách công bình. Thấy không? Bây giờ chồng bảo là Cao Tông chết rồi, bây giờ bảo là hoàng đế thì tại sao bà không được chọn một vài người để phục vụ bà? Bà cũng biết cô đơn vậy, bà cũng cần người bạn vậy. Thấy không? Trong một khi một ông vua là cả 500-700 người, 100 người không ai nói gì. Người này biết 1-2-3 người, nó nói người dân đảng, nó thì cái đó chuyện phi lý của người ta nói cái xã hội. Nó luôn luôn con người nó luôn luôn chủ quan và thiên vị, họ thành kiến, thấy không? Thì bây giờ, cho thầy đọc cái kinh Thắng Mang, cho thầy biết. Trước khi mình vào giảng, mình biết cái kinh nói cái gì, đại khái có một cái khái niệm. Mà thực sự đến phần sau thì nó hơi khó. Thấy không? Thành ra, thầy đọc từng bước nửa bộ thôi. Rồi thì nào mình giảng đến, mà thấy thời tiết như vậy tốt thì đọc thêm phần phía sau nữa. Bởi vì chính phần phía sau thầy cũng chưa thấy nắm vững vấn đề. Thấy không? Bởi vì nên nhiều người hỏi đây là cái gì muốn đọc kinh này. Thầy không thể định in ra nhưng mà thầy thấy thôi in ra rồi chưa có nhân duyên đó. Thành ra trong tương lai nếu mà có cái cơ hội thì mình cho in. Cái kinh Thắng Mang, cái tựa đề mà kinh Thắng Mang là nó ngắn gọn,
Thắng Mang là tên của phu nhân Thắng Mang. Thì tiếng nữa mình bắt đầu mình giảng, thì mình sẽ giới thiệu Thắng Mang là ai, rồi bà nhân duyên gì mà được cái được Phật nói kinh này trong đây bắt đầu nói. Đó, bây giờ Tuệ Sĩ dịch cái ngài Thích Thanh Từ cũng có dịch, nhưng mà thấy ngài Tuệ Sĩ dịch hay hơn, bằng cái là chủ quan không, luôn là chủ quan thôi. Thì kinh này có 3 bản dịch, nhưng mà bản dịch đầu tiên bị thất lạc, rồi đây là bản dịch thứ nhì do ngài Cầu Ma Bà Đà La, bản dịch thứ ba là do ngài Bồ Đề Lưu Trí dịch ở đời đường, tức là dịch mà Võ Tắc Thiên. Thì bây giờ kinh vô như vậy, bây giờ tôi đọc từ từ thì nghe rõ ràng ha. Thì có một cái bản dịch tiếng Anh nhưng mà không sao. Phẩm tính, nó là kinh thứ nhất, phẩm tính siêu việt của Như Lai. Tôi giống như dịch tụng kinh cho quý vị đang ngồi lắng nghe. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở nước Xá Bể, trong rừng Kỳ Thọ, vườn Cấp Cô Độc, bấy giờ vua Ba Tư Nặc cùng Mạc Lị Phu Nhân mới tin Pháp chưa bao lâu. Tức là hai người này mới tin Phật Pháp chưa bao lâu, nhưng mà tin Phật Pháp này là Phật Pháp Đại Thừa, còn tin Phật Pháp Tiểu Thừa thì tin lâu rồi. Bảo nhau, nhưng mà hai người cùng nói chuyện với nhau, hai người một cái buổi nhàn đổ rồi. Con gái chúng ta, Thắng Mang Phu Nhân là người thông tuệ, căn tánh lanh lợi, thông suốt, thông minh, dễ khai ngộ. Nếu được thấy Phật, chắc mau hiểu Pháp, tâm không nghi ngờ. Vậy ta nên sai người tính cẩn để khải phát ý hướng về đạo cho con gái ta. Cái này là dịch cũ, dịch mới. Ta phải đọc cái bản dịch mới. Muốn cho thầy thêm một cái giảng gì đấy thì đọc sách chứ tốn quá. Không sao, những kỳ sau đi. Rồi, bây giờ phu nhân tâu rằng, này thật đúng lúc, tức là chồng nói, vợ phù hòa, phu sướng, phù tùy. Vua và phu nhân liền viết thơ cho Thắng Mang, tán thán một cách vắn tắt vô lượng phẩm tính siêu việt của Như Lai. Thì dĩ nhiên là viết một vài câu, một vài tờ giấy là sao viết hết được, nó vô lượng, tức là chỉ nói là đại khái là tính cách của Như Lai, đức tính như siêu vượt như thế nào thôi, chứ là sao nó hết siêu vô lượng được. Rồi khiến một nội nhân, tức là thái giám đó, tên là Chiên Đề La, làm sứ giả đem thư đến nước A Diu Xà. Tức là bây giờ Thắng Mang phu nhân hồi xưa là công chúa, bây giờ là hoàng hậu, còn là vợ của vua Hữu Xứng ở nước A Diu Xà. Nước A Diu Xà là một nước nhỏ, là một cái nước phụ thuộc của nước Xá Bể. Vào nội cung kính cẩn trao thư cho Thắng Mang. Thắng Mang được thư hoan hỷ cúi đầu tiếp nhận. Lâu xưa cầm cái được cái thơ này không phải như mình bóp xét ra coi những bản này, tôi cũng là cung kính mà tiếp nhận một cách là kính cẩn, thấy không? Tại sao cái mình bây giờ cái thời đại này lễ nghi mình bắt đầu từ từ lên hết, thấy không? Nói chuyện với cha mẹ ngang hàng gì ha, nó không sao, bởi vì thời đại nó khác thì nó mình phải khác thôi, tiếp nhận cái sự khổ, cái sự thay đổi. Sau khi mà để xong đừng có dám mở ra đọc, phải không? Kính cẩn tiếp nhận. Bà đọc thư, ghi nhớ kỹ, phát tâm hy hữu, liền nói các bà kể cho Chiên Đề La nghe như sau. Bây giờ, thường thường hồi xưa người Ấn Độ hay đọc kệ, thật ra đôi khi Đức Phật giảng một đoạn bằng văn xuôi xong rồi, đọc lại, người ta nghe dễ nhớ, người ta ghi nhớ rõ ràng rồi không? Bây giờ nghe nghe phu nhân Thắng Mang nói này, ta nghe âm thanh Phật, tôi nãy giờ, hồi xưa giờ có thể chưa nghe Phật, bây giờ tự nhiên nghe lần đầu tiên được nghe Phật, chưa từng có trên đời. Lời ấy nếu chân thật, ta sẽ tưởng thưởng người,
Bây giờ đó là nói với lại chuyên đề la, bây giờ mới là bắt đầu quán tưởng Phật. Cúi lại Phật Thế Tôn, xuất hiện vì thế gian, xin cũng thương tưởng con, cho con thấy cầu nhà. Bây giờ nghe đến nhân Phật có tự nhiên muốn thấy mặt. À, đây là thiện căn từ đời xưa rồi. Có một cái tự nhiên mà chưa biết người đó làm, mà tự nhiên nghe tên họ tự nhiên muốn cầm mặt. Hiểu không? Là phải theo tầng thiện căn rất là sâu dày. Bây giờ cái người đó mới vừa nói xong, cái phu nhân Thắng Mang vừa nói xong thì sao? Tâm niệm ấy vừa phát, Phật hiện giữa hư không với tịnh quang chói sáng rạng ngời tối thắng thần. Đức Phật ở đâu đó tự nhiên nghe xong cảm nhận thì nằm nể sở lễ thánh không tịch, cảm ứng đạo giao nam tư niệm, mới khởi niệm nên là Đức Phật biết định nghĩa mình. Thắng Mang cùng quyến thuộc cúi đầu lạy sát chân Đức Phật trên không trung. Bà ở dưới đây sao lại sát chân được, quán tưởng thôi. Nhìn phải không? Bây giờ tại sao Đức Phật chấm xuống? Đức Phật đi là luôn luôn có chư thiên đi theo. Nhưng mà dĩ nhiên Đức Phật còn người đàn ông mà sao xuống một cách ngồi dưới đất như cái thân đi. Thâm cung không ai biết, toàn là bà không mà. Ta tránh tiếng Đức Phật, ta tránh tiếng nghi ngờ. Ta đứng trên không trung không chấm xuống. Bằng cả tâm thanh tịnh tán thán công đức Phật. Bây giờ phụ nhân bắt đầu tán thán công đức Phật. Hồi nãy vừa đọc một chút thôi, bây giờ biết hết. Như Lai diệu sắc thân, thế gian không gì hơn, tối thắng bất tư nghị, con cúi đầu đảnh lễ. Một bài kệ. Như Lai sắc vô tận, trí tuệ cũng không cùng, hết thảy pháp thường trụ, con chí thành như gì. Hàng phục tâm xấu ác và bốn loại thuộc thân, đã đứng cõi nan phục, con kính lại pháp vương. Cái người này là đã trồng thiện căn rất sâu về thành ra chỉ cần nghe một mà hiểu mười, biết hết thảy nhĩ diệm. Cái này như là từ này nói từ giảng cho nghe. Trí tuệ thân tự tại, nhiếp trí tất cả pháp, nhiếp trì tất cả pháp, con cúi đầu đảnh lễ. Thế là nãy giờ toàn là tán thán Đức Phật, tự nhiên đâu mà trí tuệ được rồi, tự nhiên nghe có biết hết, nói toàn những cái bài kệ. Kính lễ đấng không lường, tức là không có lường được. Kính lễ đấng vô tỷ, tức là không so sánh được. Kính lễ pháp vô biên, kính lễ siêu tư duy, tức là không có còn cái gì có thể tư duy được công đức của Phật, siêu tất diệt tất cả sự tư duy. Thương xót che chở con, cho lớn hạt giống pháp, đời này và đời sau, mong Phật thường nhiếp thọ. Mong Phật nhiếp thọ cho con đời này cũng như đời sau. Nên thấy là tự nhiên tất cả là bắt đầu tán thán công đức cầu Phật hộ trì gia bị. Tại sao vậy? Đức Phật mới nói cái gì? Đức Phật mới trả lời: ta an lập con từ lâu. Là bây giờ hai người không ăn uống nghe nhau mà đã quen nhau từ rất là lâu xa về trước. Đời trước đã từng khai giác, nay lại nhiếp thọ con, các đời vị lai vẫn vậy. Thế là ta đã nhiếp thọ con đời trước, đời nay và đời sau thì sẽ tiếp tục hộ trì cho con. Công đức so con thành tựu đời này và đời kia, gốc rễ làm như vậy. Tức là bây giờ bà Thắng Mang bà nói ngược lại, công đức con đã thành tựu đời này và đời kia cho đời trước, gốc rễ làm như vậy, cuối mong nhiếp họ con. Rồi bây giờ Đức Phật, bây giờ Thắng Mang phu nhân cùng với các quyến thuộc cúi đầu lạy sát chân Phật. Phật ở ngay giữa chúng mà thọ ký cho bà rằng. Bây giờ Đức Phật vừa thế là chỉ nghe một bài kệ tán thán của bà Thắng Mang phu nhân, Đức Phật cũng vẫn thọ ký rằng. Những cái nhân vật đặc biệt không? Đây là những người cũng như thầy bởi trên ông nói, khi mình đã gieo nhân lành với là Phật pháp rồi
thì tự nhiên một cái chút nào đó trong đời vị lai, tự nhiên mình gặp được một nhân vật nào đó, cái tự nhiên có thể là họ khai ngộ cho mình, họ làm cho mình được lợi ích vô cùng. Thành ra tại sao mà cái dây duyên lành, cái thiện tri thức rồi, hiểu không? Bởi vì tại sao mà trong cái Phật pháp đại thừa kỳ nhất là tâm sân, kỳ nhất là tâm mạ, kiêu mạn. Kiêu mạn mình thấy người ta mình có thường là mình bỏ qua người ta, trong đời tương lai mình cũng được lợi ích, mình biết họ là ai, hiểu không? Thành ra tự nhiên mình làm cho ta mất cái, là tại sao vấn đề mà không ăn thịt là một trong những vấn đề mà Phật pháp đại thừa quan tâm chính là vậy. Rồi, con đã ca ngợi các phẩm tính chân thật siêu việt của Như Lai bằng vào các thiện căn ấy, trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp, con sẽ là tự tại vương ở giữa chư thiên và nhân loại. Tức là cái người này đi một trong sinh tử lúc nào cũng được tự tại, là tự tại vương, không bị chướng ngại, bởi vì phước báo lớn. Và tại sao quý vị phải tu phước này? Quý vị có phước thì rất là tự tại, rất là tự tại. Và tại sao mình gặp cái gì mình cũng cảm gì, mình thấy chướng ngại, làm gì cũng đâu có bị người này ngăn trở, người ngăn che, là vì mình có phước. Tự nhiên mình không có thế lực, tự nhiên một người thấp hơn mình mà nó có thể lớn hiếp mình, là cái gì mình không có phước để mình. Còn nếu mà có uy đức thì không có người nào mà dám mà đứng mà đấu đầu với mình được. Tự nhiên phải cứu xuống gì, thấy không? Thành ra những người mà cao lớn là những người đó họ tu phước, thành ra người nào có nhìn lên, thấy không? Còn những người đó họ nhìn xuống là lúc nào thì những người thấp họ nhìn xuống là nhìn đau, thấy không? Tại sao mà cái người mà tu phước là được thân tướng cao lớn thì người ta phải xin lúc ốc ốc còn nhiều, thấy không? Nhưng mà cái đó cũng rất là nhiều cái lý do nha, không có phải là chỉ một cái lý do. Bây giờ, trong tất cả những nơi thọ sanh, nơi nào cũng thường gặp gỡ, thấy ta không khác gì lúc này đang càng ở ta. Tức là trong thời vị lai, và Thăng Mang và Đức Phật sẽ có nhân duyên sự gặp gỡ nhau, đời nào cũng được gặp gỡ, gặp thiện tri thức từ nhau hết. Bây giờ nên cái một cái vị tri thức đó, trong cái bộ, một cái bộ nguyện Bồ Tát là không bao giờ xả bỏ chúng sanh nữa. Thì nó không có nghĩa là mình độ một chúng sinh đó dù nó khó độ cách mấy, mình chẳng sẵn sàng theo họ kiếp này hoặc kiếp kia đến vô lượng kiếp. Dù họ đánh mắng mình, chửi rủa mình, giết hại, khi mình đã phát mình độ người đó, mình nhất định độ cho được. Tâm này là tâm kiên cố, tâm dũng mãnh và tâm nhẫn nại. Cho nên phải học số ba la mật, phải có nhẫn nhục ba la mật trong đó. Chứ nó mình nặng thôi chứ đó, thôi cắt bỏ từ này, cái đó chịu lên. Dễ thôi á, nhưng mà cái đó tính tội mà không có cái tâm nhẫn nại độ chúng sinh. Rồi con lại cúng dường vô lượng A Tăng Kỳ Đức Phật, qua hai vạn A Tăng Kỳ kiếp sẽ thành Phật hiệu là Phổ Quang Như Lai. Nam Mô Phổ Quang Phật. Cái đó Phổ Quang Phật là có thể là tên của bà Thắng Nam Phu Nhân trong đời vị lai, thấy không? Dĩ nhiên có vô lượng Phổ Quang Phật, nhưng một trong những vị Phật đó là tương lai của Phu Nhân Thắng Nam. Tại sao Phổ Quang? Cái này chữ quang này rất là dữ dội, ánh sáng này nó phổ cập, nó biến trùng khắp pháp giới, là trí tuệ. Người này tượng trưng cho trí tuệ siêu việt, bởi vì nên ứng cúng chánh biến tri quốc độ của Phật ấy không có ác thú, không có các sự khổ của già bệnh, không có tên gọi của nghiệp đạo ác bất thiện. Chúng sinh ở trong các quốc độ ấy có sắc lực thọ mạng và các phương tiện hưởng thọ ngũ dục, thấy đều khoái lạc hơn hẳn chư thiên cõi tha hóa tự tại. Các chúng sinh ấy đều thuần nhất là đại thừa. Những chúng sinh nào tu tập các thiện căn, thấy đều tập ở về đó.
Thành ra vị mà học xong cái khóa này mà thầy hỏi đại quý vị đang tu tập đại thừa tiểu thừa, à, tiểu thừa là gì, đại thừa là gì, vị không biết thì hơi dở. À, bây giờ phải xác định, xác nhận lại là mình là người tu đại thừa, tu Bồ Tát hạnh, cầu thành Phật, độ chúng sanh. Khi mà hiểu rõ ràng cái con đường mình đi đó, thì pháp môn rõ ràng là mình sẽ không chấp nhận tiểu thừa. Mình không phải là mình nó có ác ý gì đâu, nhưng mình đi hướng đại thừa, mình muốn thành Phật, chứ mình không muốn thành A-la-hán. Đó là cái sự quan trọng cho cái những người mà lập ý hướng đại thừa. Cái đó là một điều quan trọng. Cái bởi vì cho nên cái gì cũng vậy, trước khi mình bước chân ra đường, mình phải biết mục tiêu mình đi về đâu, mình muốn cái gì, mình muốn tìm cái gì. Chứ nên không đi ra không biết đâu, đi lang thang này đây. Rồi cái người nào nói, đi hướng này nè cô, thì chạy qua đây, cái kia. Rồi, xong rồi, tức là bây giờ Đức Phật thọ ký cho. Khi Thám Ma Phu Nhân nhận được thọ ký, có vô lượng chúng sanh, chư thiên và nhân loại phát nguyện muốn sanh về nước ấy. Mỗi người trong Đa Phật, vô lượng chúng sinh là cái gì? Cho vô lượng chư thiên đi theo, tự nhiên nghe được, tự nhiên hâm mộ Thám Ma Phu Nhân, tự nhiên nguyện sanh về cõi nước của Thám Ma Phu Nhân. Đức Phổ Hoàng Phật, thấy không? Thế Tôn thọ ký rằng tất cả đều sẽ được vãng sanh về đó. Trong một tích tắc mới gặp Phật, nói một bài kệ, được Phật thọ ký. Và tự nhiên chúng sanh thấy cái hoan hỷ muốn về chung với Phật, đây là điều hy hữu vô cùng. Chứng tỏ cái vị này là một người vô cùng đặc biệt. Dạ, cảm ơn Phật. Đó, mày là có lý rồi. Xuống chút xíu. Rồi được, hiểu rồi, được rồi. Ờ, cảm ơn. Phổ Quang Minh tới rồi đó. Phổ Quang. Chú Phổ Quang Minh. Có mà có Phổ Quang Phật. Có mà tới. Phổ Quang Phật tới rồi. Thắng thấy không? Ở gì là Phật? Mà không biết tại sao. Cái chữ Quang ai cũng thích hơn là chữ Minh. Biết không, tại sao quang là ánh sáng của mặt trời, mà minh là ánh sáng mặt trăng. À ha, hiểu không? Ừ. Cái mình nó là ánh sáng mặt trăng, không phải ánh sáng mặt trời. Rồi bây giờ chương thứ hai, bây giờ coi đọc tiếp nha. Kinh Mười Đại Thọ. Bây giờ Thám Ma Phu Nhân sau khi nghe thọ ký, cung kính đứng dậy, nãy giờ quỳ trên mặt đất thì đứng dậy, xin tiếp thọ 12 đại thọ. Bây giờ là bà thọ Bồ Tát giới đây nha. Tức là người này tự nhiên họ biết, họ từ thiện căn họ nảy sinh ra, tự nhiên họ biết gì hết trơn. Chứ mình vừa đây ngơ 10 năm, 20 năm biết kỹ gì đâu. Tự nhiên Thám Ma Phu Nhân nghe Phật nói xong mà tự nhiên biết. Bây giờ các 10 đại thọ thứ nhất, nghe rõ có cái nhân vật nữ lưu này như thế nào. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với những giới đã thọ, con sẽ không bao giờ khởi tâm vi phạm. Không nghe không? Không bao giờ khởi tâm chứ đừng nói đến động. Đó là cái ý của con nảy lên hướng chuyện của thân xá, cái thân. Bạch thứ hai, Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với các bậc tôn trưởng, con sẽ không bao giờ khởi tâm kiêu mạn. Cung kính sư trưởng, phải đúng là phải tinh thần đại thừa, phải cung kính sư trưởng mới học pháp được. Vô đây mình lên ngang là thua liền, tức thua từ đầu. Tại sao mà cái người mà Tây Tạng họ thiên họ thấy một cái vị tăng này vậy, mình tưởng là đúng rồi, đúng không không gì mà. Cũng thế là hạ mình xuống ngã, từ lưỡi tâm mình lên hạ xuống. Còn thấy nó đứng dậy, tức là thấy thua. Đúng, đó là thua. Thấy lưỡi tâm thầy tớ đứng dậy thì tôi thua. Đến nhà họ đâu có thấy thua đâu, họ thấy họ thắng đó chứ. Nhưng mà thật sự là mình thấy họ thua. Đó, cái này là tự nhiên, cái này là bà thọ Bồ Tát giới này nghe. Tức là thọ trước Phật là tối thắng được nhất. Thọ đến
chư tăng là thứ nhì, tử thọ là thấp nhất. Rồi thứ ba, bậc Thế Tôn kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, tức là lúc thành Phật đó, đối với chúng sanh, và nên là đối với tôn trưởng thì tôi thưa, con sẽ không bao giờ khởi tâm phẫn hận. Đây là điều cực quan yếu thứ vô cùng đối với Bồ Tát. Ổn kiếp Bồ Tát là cấm sân, Bồ Tát không được sân, tuyệt đối không được sân. Còn sân thì như vậy, thì lâu lâu phiền não nổi lên được sân rồi, sân hồn, sân hồn, sân hồn, thiền sân hồn. Không có năng lực tập khí nha, muốn mà không được, kiểm soát không được. Rồi nghe rõ nha. Thứ tư, bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với sắc đẹp và những thứ trang cũ bên ngoài nơi người khác, con sẽ không bao giờ khởi tâm ganh tị. Đây là đặc biệt cho người nữ. Đối với sắc đẹp và sự quý phái, sự trang trọng, sự mỹ lệ của họ, không bao giờ khởi tâm ganh tị. Mà họ từ những công đức của họ khó hả, thấy bắt đầu trề mồ hôi, bắt đầu sầm xì nữa. Khổ vậy. Anh đặt cái này, đây là để cho cái người nữ, bởi vì bà là người nữ mà, hiện thân nữ mà, cũng là để mà cảnh cáo các người nữ học Phật. Rồi, thứ năm, bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, đối với các pháp nội hay ngoại, con sẽ không bao giờ khởi tâm keo kiệt. Tức là bố thí không có keo kiệt. Pháp nội là gì? Pháp ngoại là gì? Nội là thân thể của mình, đầu mắt tủy não, thấy không? Ngoại là gì? Nhà cửa ruộng vườn bộ trang sức tiền bạc vân vân, thấy không? Không bao giờ khởi tâm keo kiệt. Và là thầy muốn gì là dịch mấy cái bài ngắn ngắn của Đại Ấn Thuận để thầy sẽ giảng trong những cái buổi chủ nhật hoặc là những cái thời khai thị, làm tu điên đảo hết trơn. Rồi thứ sáu, bạch Đức Thế Tôn, kể từ hôm nay cho lúc thành tựu Bồ Đề, con sẽ không bao giờ vì mình mà thọ nhận xúc liễm tài vật, tức là tích chứa, xúc liễm là tích chứa. Nếu có thọ nhận cái gì là vì để thành tựu các chúng sinh nghèo khổ. Cái người này nói ra tu hành thực tế được cái khác. Ông nói chuyện lên trời, ông nói đợi khi nào con thần thông biến hóa rồi con trở lại, chuyện hơi lâu, làm liền bây giờ. Nghĩ liền tới khác đến chúng sinh nghèo khổ, liền tới khác. Đây là bà là hoàng hậu mà. Tất cả gì mình có quyền tích chứa, nhưng mà không phải vì cho mình mà vì chúng sinh, vì để cứu độ chúng sinh nghèo khổ. Thành thục tức là làm cho họ được thành tựu một cái gì đó, gọi là thành tựu chúng sinh. Thứ bảy, bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, con sẽ không bao giờ vì riêng mình mà thực hành bốn nhiếp pháp. Bốn nhiếp pháp quý vị biết rồi phải không? Tứ nhiếp pháp không phải vì mình mà vì chúng sinh mà làm. Ái ngữ nhiếp, bố thí nhiếp, lợi hành nhiếp và động sự nhiếp. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là động sự. Bốn cái đó là chúng sinh rất là thích. Nếu mình không biết tu bốn nhiếp pháp thì mình phải Bồ Tát. Đầu tiên là cái bố thí, cho nên đang không có tổ bóng xẻm. Ái ngữ thì không có lòng sân hận. Lúc nào nói mình nhỏ nhẹ, nói lời cho nó ưa. Bởi vì bằng nó là lời nó không mất tiền, cần tiền mua gì đó. Lựa lời mà nói cho vừa là nhỏ, nhưng mà thực sự mình đâu có lựa lời. Mình nói gì nó không có quan tâm đến người khác. Khổ vậy, thì nó nói uống nửa ba lần, bảy lần.
Nhưng thật sự thường thường không ai có thời giờ để uống lửa. Thấy không? Không, thật sự mình nói là dễ nhưng thật sự làm khó. Nó phải sạc trải một cái sự mà từ thời gian phải là mình uống được rồi, mình uống không phải vậy. Không phải. Mà lạc thì giờ để cho mình suy ngẫm lại, kéo thời gian khoảng lại. Cho mình thì giờ mình bắt đầu suy ngẫm lại, bắt đầu dặn cho mình. Có chánh thì thường thường cố lưỡi được nào, nó liền thành ra hơi mệt. Rồi một Phật đó là mình có thọ làm bốn giới pháp này là gì chúng sinh mà làm, chứ không phải làm mục đích gì cầu lợi cho mình. Có nhiều người vô tứ giới pháp thì là lợi cho họ, bố thí một nhưng mà mong ta bố thí là hai ba mười thí dụ vậy. Thành ra nếu mà mình cầm cái nại chú nên mà mình muốn Phật tán cho lên 10 nại chú thì là mình đang là bố thí vì mình chứ không phải bố thí vì Phật pháp gì hết. Khổ vậy đó, thành ra mình không hiểu được. Thành ra đến chùa đừng cầu hết, đừng có cầu. Con đến đây vì con tung cung kính Phật, con muốn học Phật. Con đến học Phật, con muốn làm Phật. Con phải đem vô đây thì đúc đót cho ngày chút xíu rồi muốn mình muốn cho ngày cho con nhiều hơn gấp 10 lần 20 lần nó phát vậy. Cái là những người mới học Phật không biết gì hết, hay là những người thế gian mình học Phật bao nhiêu năm nay mà mình không hiểu ý nghĩa đó. Rồi một Phật cũng như vô thí rồi ái ngưỡng gì nó ngọt ngào rồi để mình dụ dỗ ta làm cái gì cho mình như thế này thì cũng đâu phải là vì chúng sinh đâu, theo vì mình. Thành ra đôi khi làm giống nhưng mục đích khác. Quý vị, thành ra mình không hiểu, mình không nhìn kỹ, mình có thể là bị lầm. Có những người nói rất là ngọt, chứ không phải là cái gì đó, mà để muốn làm đỡ cho họ. Rồi. Thứ 8, Bạch Thế Tôn. Kể từ hôm nay, trên lúc thành tựu Bồ Đề, con sẽ vì hết thể chúng sanh bằng tâm không ái nhiễm, tâm không mệt mỏi, tâm không hạn ngại mà luôn luôn nhiếp thọ chúng sanh. Đây là cái mà không tinh tấn dũng mãnh, không hề mệt mỏi, không hề cầu mong ái nhiễm, mà không hề mệt mỏi, không hạn ngại, tức là bất cứ gì không? Là hết nhiếp thọ chúng sanh. Thứ 9, Bậc Thế Tôn, kể từ hôm nay trên lúc thành tựu Bồ Đề, nếu gặp những chúng sinh cô độc bị giam cầm trong ngục tối, tật bệnh, đủ mọi thứ ách nạn khốn khổ, con sẽ không bao giờ rời bỏ dù chốc lát. Đây là giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà mong sao cho họ được an ổn bằng hành vi thiết thực khiến cho thoát mọi thống khổ, sau đó mới rời bỏ. Tức là con sẽ làm bất cứ cái gì làm cho thiết thực những người bị cô độc, những người bị giam cầm, những người bị tật bệnh, những người đang bị gặp những ách nạn khốn khổ, phải bên cạnh họ. Tức là bất thỉnh chi hữu, người bạn không mời. Thấy không? Đó là cái thứ bảo hạnh mình học, mình thấy gì khó khó mình chạy trốn nhau. Có party thì tới, mà tính chừng ta có gì nhờ mình thì làm lơ, nó phải biết họ. Thành ra không học được cái tâm đại hùng, không có đại lực, mà cũng không có đại từ bi, mà lúc nào cũng tự xưng được Phật tử. Phật tử tức là con Phật. Phật tử là danh hiệu của Bồ Tát, chứ không phải Phật tử là đến chùa là Phật tử. Người ta họ kêu là tín đồ. Tín đồ tức là những người mà tin, tín đồ Phật giáo, hiểu không? Chứ họ không kêu là Phật tử. Phật tử là đặc biệt Việt Nam, mình dùng chữ Phật tử chỉ dùng cho Bồ Tát. Tức là những người đã thọ Bồ Tát giới, hành Bồ Tát đạo, mong là Phật độ sinh, được là Phật tử. Rồi một Phật. Thứ 10, Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến thành tựu Bồ Đề, nếu gặp các trường hợp ác luật nghi. Biết ác luật nghi là gì không? Biết ác luật nghi không? Biết luật nghi giới để có thiện, thiện luật nghi và ác luật nghi. Ác cũng là luật nghi. Như săn bắn hay chăn nuôi,
và các sự phạm giới con sẽ không bao giờ bỏ qua. À, không phải là nó nói ờ không kể, không, mà đây là phần hoàng hữu mà. Nếu mà thằng nào ác ôn thì con sẽ ác ôn như nó. Con sẵn sàng thẳng thẳng thừng với những người mà không biết phục thuộc thì con sẽ đang hình phạt đối với nó. Nghĩa là phải theo sửa đổi. Chứ không phải chúng ta không cho đường mà đôi khi phải cho thức đắng một chút. Mà những người phải làm như vậy là phải có trí tuệ. Thắng Lạc Phương Nhờ là người rất là thông tuệ, rất là thông minh. Khi nào có đủ năng lực gặp những chúng sinh như vậy ở nơi này, ở nơi kia, đối với những hạng cần phải chiết phục, con sẽ chiết phục người phát mạnh. Chiết phục, chiết là bẻ gãy. Thì em, người nữ nói, đây là cái đây, cái như vậy mới kêu là học Phật, chứ không phải lúc nào đừng nhìn thấy được học Phật là cúi đầu xuống mà ăn cúi đầu cũng được, không phải vậy đâu. Cái đó là nó sai lầm. Cái người học Phật là người rất là hùng dũng. Không phải mình hung dữ, dũng nó khác dữ. Mình sẵn sàng can thiệp để cứu vớt cái người khổ nạn, dùng những pháp mạnh. Mình sẵn sàng đem ra tòa, mình sẵn sàng được luật sư, mình sẵn sàng được cái gì. Miễn là sao mình đem lại công lý, thành ra tại sao người Bồ Tát tại gia được quyền lập chánh trị. Được quyền lập chánh trị. Tại sao vậy? Trong Bồ Tát giới du già cho phép đàn ngàn quý vị đã khổ. Nếu mà những ác dương, cái độ hà khắc làm khổ nhân dân, thì tùy sức lực của mình mà hạ bệ họ. Đức Phật cho phép đàng hoàng. Thành ra đừng có nghĩ rằng đạo Phật là đạo yếu hèn, lúc nào cũng cứ vô cầu nguyện. Cầu nguyện. Bởi vì cái đó một cái hình thức nó kêu là quá đặc biệt. Cầu nguyện được cái gì? Không có được cái gì hết. Nếu mà cần chiết phục, chiết là để bẻ gãy nó phục, tức là nó đè nó xuống, là chiết phục. Con sẽ chiết phục. Đối với những hạng cần phải nhiếp thọ, tức là những vật mà đạo dùng công pháp nhẹ, ngọt ngào, khuyến dụ, nhiếp thọ. Vì sao vậy? Vì do sự chiết phục và nhiếp thọ mà chánh pháp được tồn tại lâu dài. Cái người này bị chánh pháp. Vì Phật pháp mà nó sẽ làm bất cứ cái gì để cho chánh pháp được lâu dài. Do chánh pháp tồn tại lâu dài mà chư thiên và nhân loại được sung mãn, các ác đạo sẽ giảm thiểu, có thể tùy chuyển theo bánh xe chánh pháp mà Như Lai đã chuyển vận. Do thấy sự lợi ích ấy nên không bao giờ con bỏ sự nhiếp thọ. Qua cái người này nhìn cái thấy rõ ràng nó muốn làm gì ghê lắm. Đây là một nữ anh hùng đấy. Một nhân vật vĩ đại như vậy mà mình không biết mặt họ, mà chưa biết họ là ai. Mà mình cao phận, mình người nữ, mình cúi đầu xuống, không biết gì hết. Không chỉ học Phật, không chỉ phát được cái bài nguyện của mình. Thấy được những người mới, hôm nay thấy được những người như vậy. Và Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, con sẽ không bao giờ quên mất nhiếp thọ chánh pháp. Vì sao? Vì quên mất pháp là quên mất đại thừa. Quên mất đại thừa là quên mất ba la mật. Quên mất ba la mật thì không còn ý hướng nơi đại thừa. Đại thừa là sáu ba la mật. Đại thừa là ý định, ý hướng thành Phật độ chúng sinh. Đại thừa là vì mình, vì người mà quên mình. Bởi vì phải nuôi dưỡng cái ý chí như vậy, phải thấy cái gì nó vượt xa lên. Thầy ông cũng thầy ngẫm nghĩ. Thầy ngẫm nghĩ cho tất cả kinh nghiệm của mình, thầy nhìn được, thầy cảm nhận được mình trải trong sinh tử này thật là lâu xa. Nếu mà nói về thầy vô thủy, vô lượng kiếp đến giờ, khủng khủng khiếp. Mình bị giặc phiền não, nó làm hàng, nó làm cho mình nô lệ cho nó quấn mình, đè mình,
nó đem mình vô địa ngục, nó đem cho mình đủ thứ khổ não, nó trốn mình trong ngũ dục đau khổ vô cùng. Nhưng hình như có một cái mà thầy nhận thức được là cái gì biết không? Chị biết không? Mình chưa từng đầu hàng, mình chưa từng đầu hàng cái làm việc nào, luôn luôn mình lúc nào cũng tìm cách phục hồi mình, cách thoát khỏi cái đành cuốc của nó. Thấy không, hôm nay mình đến đây mình nghe pháp là để như vậy đó. Mình chưa hề đầu hàng cái phiền não, chưa hề là thấy rõ ràng mình bất khuất vô cùng, mình không biết, mình rất là lì, chứ không phải là mình dễ, không phải là mình dở đâu, mình đừng có coi thường mình. Chicago khủng khiếp thần, một giảng sư giảng niệm Phật học phổ thông bậc thầy, thầy rồi những tiếng rất là thích mộ, chứ lẽ tụng kinh hoài mà không hiểu gì hết. Nhìn cảm đó, phải không? Tụng lòng là làm gì? Tụng lòng làm gì? Anh cố ý tình muốn tàn, muốn tình vừa thuyết vào nghe. Để cho thầy giới thiệu hay là anh hoảng loạn gì nói câu đó đi. Rồi, vậy là Phật. Rồi, bởi vì nên cái người mình thấy rõ ràng, mình thấy rõ ràng rất bực khổ, không bao giờ hàng phiền nắng hàng phục mình được. Nó có thể đánh mình, nó có thể trói mình, nó có thể giết mình, nhưng không bao giờ nó bắt mình đầu hàng nó được. Đó là tâm, bởi vì tại sao mình luôn luôn muốn ngóc đầu vậy, muốn thành Phật, muốn học tất cả những siêu việt của chính mình. Thấy không? Bởi vì mình tự hào, không chỉ có con người mà có những cái ý tưởng bất khuất như vậy. Thành ra trong cái này muốn thầy giảng một cái quyền lượng này sẽ nói đẹp. Rồi thì đọc tiếp. Nếu Bồ Tát không có quyết định ở nơi Đại Thừa, sẽ không thể thành tựu ý hướng nhiếp thọ chánh pháp, chứng nhập tùy sở thích, vĩnh viễn không đủ khả năng siêu việt địa vị phàm phu. Wow. Nếu mà không bao giờ biết nhiếp thọ chánh pháp, nhiếp thọ Đại Thừa, thì vĩnh viễn không bao giờ ra khỏi địa vị phàm phu. Chỉ có Đại Thừa mới đưa mình ra khỏi địa vị phàm phu này, phải nhiếp thọ chánh pháp. Bởi vì con thấy có vô lượng sai lầm to lớn như vậy, và lại cũng thấy vô lượng phước lợi của Bồ Tát Ma Ha Tát nhiếp thọ chánh pháp trong đời vị lai, cho nên tiếp thọ 10 đại thọ này, còn vì chúng sinh đời vị lai còn tiếp thọ 10 đại thọ. Kính mong Thế Tôn đấng pháp chủ hiện tiền làm chứng cho con, cuối mong Phật Thế Tôn hiện thiền chứng đi. Nhưng các chúng sinh có thiện căn mỏng manh, mong manh có thể dựng lên màn lưới hoài nghi, vì rằng 10 đại thọ ấy thật khó đạt đến cứu cánh. Các chúng sinh ấy vì vậy mà lâu dài mất những nghĩa lợi, những điều hữu ích không được an lạc. Để an ổn các chúng sinh ấy, nay đối trước Phật con nói lên những thệ nguyện chân thật này. Và cái người này thấy một cái nhân vật như vậy, bởi vậy nên thì khi làm cái đại thừa thể ước nó mắc, thì sao có một người này vĩ đại như vậy đây? Nếu người đại thọ này được con thực hiện đúng như đã nói, và do thể nguyện này cúi mông rằng ngay giữa đại chúng này các hoa trời mưa xuống, các âm nhạc trời nổi lên. Nếu mà chân thật con sẽ làm được 10 điều mà con hứa trước Đức Như Lai này, thì cho thiên nhạc doanh không hòa rủ xuống. Ngay vừa khi vừa nói lời ấy thì từ hư không mưa tuôn xuống các hoa trời, trỗi lên các loại âm thanh vi diệu cõi trời rằng. Bây giờ tự nhiên âm thanh giữa công trung nói thật như vậy, những điều phu nhân nói đều là chân thật không thay đổi. Tất cả chính những ai trong pháp hội khi trông thấy các đóa hoa vi diệu và nghe các âm thanh ấy, thảy đều dứt trừ hết mọi nghi hoặc, hoan hỷ phấn khởi không lường, cùng phát thể rằng: mong cho chúng tôi luôn luôn thường gặp gỡ thắng lan, cùng nhau cùng chung tu hành. Chưa bao giờ một người nữ
sử tôn giáo mà đã nói được những câu dõng dạc trước Đức Thế Tôn thì thấy đâu vậy? Có những người đặc biệt, có những người mà họ thấy rằng cho mình hãnh diện, cho những người nữ hãnh diện, cho những người Phật tử đa thừa hãnh diện như này. Đức Thế Tôn thọ ký cho tất cả đại chúng đều được như người. Tức là những người nào mà phát nguyện đời đời muốn gặp Thắng Hoan, rồi muốn giảng sinh về cõi nước của Đức Phật Phổ Quang Như Lai, thì được yên như thế. Thì hiện giờ lúc đó có các cô ở đây cũng chắc ở trong, trong đám không chịu biến đổi được. Mà không chịu hôm nay được nghe được cũng là một trong những người như vậy. Rồi, chương thứ ba. Lúc bấy giờ Thắng Hoan phu nhân đối trước Phật mà phát ra ba đại nguyện, ở đây là mười đại thọ, bây giờ ba phước có thêm ba đại nguyện. Bằng những nguyện lực chân thật này, con mong đem lại an lạc cho vô lượng vô biên chúng sanh. Bây giờ bắt đầu phát ba cái nguyện này để con an lạc chúng sanh bây giờ đấy. Do thiện căn ấy, tất cả mọi đời con đều có được chánh pháp trí. Đây là đại nguyện thứ nhất. Đời đời con sẽ được chánh pháp trí. Nói nguyện như vậy thì có người đời đời có được chánh pháp trí. Chánh pháp trí là gì? Là trí biết được chánh pháp. Bây giờ người chưa phân biệt được tà pháp, chánh pháp. Quý vị có được trí này rồi, người sinh ra, người dục trong ở trong nhà tà giáo chẳng hạn, quý vị biết đó là tà giáo, quý vị sẽ bước ra rất nhẹ nhàng. Nó không hề làm cho quý vị lạc đường nữa, mình là chánh pháp trí. Đây là cái lời đại nguyện thứ nhất mà cần phải có. Có thể mình sinh trong nhà nghèo, mà sinh là bất cứ cái giai cấp nào, nhưng mà nếu mình có chánh pháp trí thì mình sẽ luôn luôn đi con đường chánh. Còn hơn sinh vào làm ông vua ở Ả Rập chẳng hạn thì cũng như không. Một ngàn ông vua Ả Rập không cần cái đó. Đó là chỉ là cái phước báo nhân thiên của một cái lũ người tà vậy, mà ngu si rồi hưởng bà pháp bằng bậy bằng bạ đó, rồi sao hết mà thôi. Rồi, đây là đại nguyện thứ nhất là chánh pháp trí, đời đời được chánh pháp trí. Quý vị, mỗi kỳ số này, rồi mỗi ngày phát nguyện này, mười đại thọ và ba đại nguyện. Rồi, câu thứ hai nè, sau khi đã có chánh pháp trí, bằng tâm không mệt mỏi, con sẽ giảng cho tất cả chúng sanh. Đây là đại nguyện thứ hai. Sẽ đem chánh pháp của Như Lai giảng người ta để ta biết chỗ nào là chánh, chỗ nào là ta. Còn nếu mà không con chú như nước bàn thì đó là con tự lỗi, con là Bồ Tát thì con sẽ có lỗi với chúng sinh vô cùng. Nếu quý vị đã phát tâm làm Bồ Tát mà ngày mai quý vị mà nghe được tiểu thừa mà nói động lòng mà quý vị phát tâm tiểu thừa quý vị cầu như nước bàn, quý vị có lỗi chúng sinh vô cùng, có lỗi chư Phật, có lỗi chúng sinh. Là bởi vì người ta hứa với người ta mà đã phải chứng sinh người sẽ thành Phật độ họ mà. Cái hiểu ý, cái đó một cái điểm bởi vì trên cái thọ một cái đàn với Bồ Tát xong không phải là xong rồi quên, không phải. Mà không hề nghiên cứu giáo lý, không hề nghiên cứu coi cái giới Bồ Tát nói gì, ai biết. Giới như già có thầy chắc con nó mất thùng rác hết rồi, có ai nhớ gì đâu. Thiện ta hay thiện ta. Bởi vì thiện căn chưa có sâu vậy. Chưa có thấy cái pháp lũi mà chưa hiểu cái ý nghĩa chân thật của pháp đưa mình đi đâu. Mà an phận với những cái những lời nói tầm thường, những câu giảng tầm thường, những cái nghi thức như là tôn giáo tín ngưỡng mà cho nó là được. Rồi, thì hôm nay tập Thắng Hoan phu nhân để mà bắt chước, để mà đánh thức trong tâm mình, à mình có một sự siêu việt như vậy nè, mình có mặc dù có thân người nữ nhưng mà thật sự trong tâm của mình có nam nữ nữa. Đây là tâm giác ngộ của một bậc đại nhân. Đại trưởng phu. Câu thứ ba, đối với sự nhiếp thọ chánh pháp, con xả bỏ thân, mạng và tài sản để hộ trì chánh pháp. Đây là đại nguyện thứ ba. Thân, các
tay các chân, cắt mắt, cắt mũi, bố thí, mến, xả bỏ thân mạng, hy sinh gì đâu. Thành ra như Ngài Thích Quảng Đức, đó là nhiếp thọ thích pháp mà cắt, hy sinh cái mạng, đúng không? Và tài sản, tức là vải tài của mình, tức là nhà, cửa, tiền bạc, bất cứ gì. Bây giờ Đức Thế Tôn liền ghi nhận ba đại nguyện ấy cho Thắng Mang Phu Nhân, cũng như hết thảy sắc đều nhập vào không giới, cũng vậy hằng xa các thể nguyện của Bồ Tát thảy đều nhập vào trong đại nguyện này. Ba đại nguyện này là chân thật, là quảng đại. Ba đại nguyện này nhiếp thọ tất cả đại nguyện của chư Phật. Một người nữ nói một cái trùng hết tất cả Phật pháp, tất cả những hạnh nguyện của Bồ Tát, tất cả những cái thể nguyện chư Phật không tha khỏi ba đại nguyện này, nó bao trùm tất cả hàng sao đại nguyện. Tất cả người này đời đời kiếp kiếp vì chánh pháp nhiếp thọ chánh pháp, vì chúng sinh nhiếp thọ chánh pháp, bằng cách hy sinh tất cả tài sản thân mạng. Rồi, được không? Rồi cho bà thảo qua cho chúng ta xem chứ. Thôi đấy, bà chưa làm, nó còn mấy chương nữa. Thì sau mình đọc đến cái ba đại nguyện, chương mà là ba đại nguyện. Chương thứ tư là nhiếp thọ. Đấy, cái sau mình đọc tiếp nha. Rồi, bây giờ mình mới giảng điều kinh. Thật sự mà này thầy thích giảng là thích giảng chứ chiều sâu. Bởi vì hồi xưa thì thật sự thầy thích giảng cho người lớn, thầy không có quen giảng tiểu học, mà trung học thầy cũng thích, mà thầy thích giảng đại học. Thôi thật sự không thầy giảng, thầy học làm giáo sư đại học anh 4 năm rồi. Nhưng mà lúc đó thầy giảng về toán. Mà nào cái đấu giảng thầy nói ra cũng rất là cũng có vẻ như là khoa bản, có vẻ như là có chiều sâu, chứ thầy không có gì mà thầy không biết nói ngâm thơ hay là thầy nói chuyện vui mà không được. Thầy phải nói, nếu mà thầy nói có gì mà có gì cười đó, tức là đó là thầy tâm đắc được chút đỉnh, thấy không? Đó, bây giờ Thắng Mang kinh giảng ký huyền luận đại sư Ấn Thượng Giảng Thích Quán Tạng tập chú Thích Pháp Chánh dịch. Rồi một Phật kinh Thắng Mang sư tử thống nhất thừa đại phương tiện phương quản, gọi tắt là kinh Thắng Mang. Cái này làm cho nó ngắn tắt thôi, nếu mà nói gì cái thường thường mình không thích dài dòng, nói ngắn gọn dài chữ. Thành ra ví dụ như tên Nguyễn Nhân Ba, Nguyễn Nhân Tư thì mình cứ tí tí hay có tèo tèo cho nó nhanh gọn nghe, mình thường thường ít khi muốn dài dòng danh tử. Có một cái người đọc gì đặt con mấy chục chữ để làm gì đâu ai nhớ đó anh chị, hiểu không? Nhưng cho vui thôi, cho nó khác thường, hiểu không? Rồi là kinh điển đại thừa quan trọng giảng về chân thường diệu hữu. Chân thường diệu hữu, yếu nghĩa của các kinh Pháp Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Nhập Lăng Già, vân vân đều được bao hàm trong kinh này. Các kinh này nó ít lắm, thật sự không biết Thắng Mang Phu Nhân là nhân vật nào mà bà cái kiến thức của bà rất là quảng mạnh, quảng bác. Mà thật sự cái người này là một hoàng hậu, mà trước đó là công chúa của một đại quốc vương là Vua Ba Tư Nạp. Thành ra bà được thọ giáo dục rất là kỹ lưỡng. Thử thể xưng học toán đừng nửa nửa, nhưng mà có những người mà họ có cơ hội, họ có thể học rất là uyên bác, và có thể đọc kinh thư rất là nhiều, thấy không? Mà là còn một cái vị hoàng hậu mà nghĩa là đằng đằng một người mà phước đức lớn, thấy không? Mà thì tưởng tượng chắc là của Nhật nó cũng là đẹp tuyệt vời, thấy không? Bởi vì Ấn Độ, thấy
người thân người ông nằm ở Ấn Độ họ đặc biệt họ quên mắt, đôi mắt rất là đẹp, phải không? Để ý nha, nhìn mình là mình hết hụt, tự nhiên nổi da gà thì rồi chúng ta làm những cái kinh mà Pháp Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Nhập Năng Giải vân vân đều được bao hàm trong kinh này. Bây giờ giáo nghĩa mà kinh này giảng nói tuy ngắn gọn nhưng cực kỳ quan trọng. Giảng từ từ thì nghe không? Tại sao vậy? Như đề cập đến nhất thừa nghiên cứu kinh Pháp Hoa. Thế là kinh này nói về nhất thừa là ý tưởng của kinh Pháp Hoa. Thật ra kinh này nó có nấy nhiều cái tư tưởng rất là hay trong này. Một cuốn kinh, một người phụ nữ nói mà bà có thể biết nhiều vấn đề như này. Như nói về Như Lai Tạng là chỗ y chỉ của sinh tử Niết Bàn thì có thể nghiên cứu kinh Nhập Năng Già. Thật ra cái đại thừa nó mênh mang vô lượng. Quý vị nào mà còn trẻ, còn cái IQ còn cao, còn trí nhớ còn ký ức còn mạnh mẽ mà không chịu học Phật Pháp, thầy đến Đạo Phật là năm 1985, lúc đó thì 31 tuổi, 33, 32 tuổi ta, thầy nhào vô liền, thầy đến vừa học kinh tế, thầy tìm thầy ra. Thầy thấy quý vị bây giờ thấy cái tờ tủ sách nó lặng lẽ, không ai hỏi thầy thăm. Thầy một cứ một vài tuần là thầy xuống thầy coi cái tủ sách của ngài Đức Điện có cuốn nào mới hơn hay không? Cho thầy kinh thánh liền thứ khác. Thầy nay kêu sư cô Diệu Tấn, sư cô Quảng Tông là biết rõ là thầy hai lần la. Thầy tôi được kinh sách mới. Thầy cuốn nào có mấy lần là mua về đọc liền ngấu nghiến như là cái là đói khát thèm thuồng. Thầy thấy bây giờ ngày hôm nay cuốn sách đó, để nó mấy chục năm rồi mấy năm nữa phải thiếu người giảng bậc thầy. Rồi thứ ba, như nói Như Lai quả đức pháp thân Niết Bàn có thể nghiên cứu kinh Đại Bát Niết Bàn. Thành ra Thái Mang Vô Nhơ này là vừa cái rất hậu quả khác. Như bạn những vấn đề pháp nguyện thọ giới có thể đọc kinh Bồ Tát Bổn Nguyện Thanh Lạc, Bổn Nghiệp Thanh Lạc vân vân và vân vân. Sau này những cái trang phía sau khi mà bà nói về nhất thừa về Như Lai Tạng nhức đầu luôn, cả là thầy không dám vô. Rồi vào thời đại Nam Bắc Triều kinh này được lưu hành vô cùng phổ biến. Cái kinh này đã luôn lúc mà nó có thời đại thịnh hành tức là Nam Bắc Triều tức là khoảng năm 500 đến 600 ở bên Trung Hoa là thời đại Nam có hai nước. Nước phía Bắc, nước phía Nam thì kinh là Nam Bắc Triều, hiểu không? Miền Nam là thuộc miền Tàu, miền Bắc là thuộc về những cái dân tộc khác, họ chiếm nửa nước Tàu phía trên, hiểu không? Là Nam Bắc Triều. Thì lúc đó kinh này được rất là nhiều. Ví dụ là sao vậy? Độ mà các nhà mà giảng kinh mà làm chú sớ, phải không? Thì rất là nhiều. Ví dụ như là chưa có kinh nào mà thấy chú giải nhiều như vậy. Tháng Mang Bảo Khố của ngài Cát Tạng, tháng Mang Nghĩa Ký của ngài Tự Biển, tháng Mang Kinh Thuật Ký của ngài Quy Cơ, tháng Mang Nghĩa Sớ của Thánh Đức Thái Tử Lục Bổn, tháng Mang Kinh Nghĩa Sớ Tương Sao, tháng Mang Nghĩa Ký, tháng Mang Kinh Sớ Hiệp Chú Tháng Mang Kinh, tháng Mang Kinh Sớ Huyền Ký, tháng Mang Kinh Hiển Tông Sao, tháng Mang Kinh Sớ, tháng Mang Kinh Sớ, tháng Mang Kinh Chú, tháng Mang Kinh Sớ, tham mình kinh nghĩa kiếp. Chưa có cuộc kinh nào mà được nhiều người thích thú. Nhưng mà giờ hết rồi, thôi ta nhẹ. Từ lúc mà bắt đầu đời đường về sau, thì đời tụi nước Tàu thì còn hai pháp môn là Nam Mô A Di Đà Phật, một thiền. Nam Mô A Di Đà Phật thì dễ quá, đọc nghiên cứu kinh nghiệm gì nữa. Bây giờ nghe những người mà đang niệm Phật nè, nãy chí thập niệm chỉ cần 10 câu giảng sanh, tại này không cần học gì nữa. Có bà từng một bà ở dưới Houston đó, nghe pháp sư nào đó thì em nói tên, nó là lục độ gì tất cả các
nhất diệt vô biên vì pháp môn vô lượng thệ ngưng học là để người khác học. Tụi con chỉ nên mua gì là học đủ rồi. Thông bà già 80 thì được, nhưng mấy người mà bà 40 thì nó không đâu. Thành ra đó cũng tôi khi đó nó biến thành cái cam phận dốt nát. Rồi, bây giờ ý nghĩa của kinh này là hai chấm bình đẳng, cứu cánh, giúp thọ. Thì cái ý nghĩa, bây giờ một cái bộ kinh nó luôn luôn có cái ý nghĩa đó. Thành ra mình đọc, mình thí dụ như mình đọc kinh Pháp Hoa, mình biết ý nghĩa là gì. Thành ra bây giờ mình phải nhờ các tổ, các nhà chú giải, mình giải thích cho mình nghe. Thành ra cái kinh Pháp Hoa đọc, nhờ giải thích là dễ hiểu phải không? Không dễ đâu. Tại sao vậy? Tự nhiên đâu Phật thằng bảo tháp đi đâu tức chui lớn. Phải không? Rồi tùng địa dũng suốt tự nhiên đâu bao nhiêu vật vượt tác tự nhiên đất chui lên. Tại sao đất ở đâu một người chui lên được vậy? Ý nghĩa là gì mình không biết. Nhưng mình đọc thì cứ nghe như là đọc tiểu thuyết vậy. Đọc cho nghe dễ hiểu. Không có dễ hiểu thế nào đó. Nó hàm là cái nghĩa sâu xa mình đâu biết. Thì mình nghe giảng. Mình nghĩ mình đọc thì đủ. Có phước đủ. Có phước mà không tuệ làm gì. Em có phước mà không tuệ nguy hiểm vô cùng. Đã có phước có tuệ lên lúc mới được. Rồi bây giờ. Rồi. Bây giờ mình ước định người thì nó bình đẳng. Bây giờ mình tại sao mình nói người trước. Chúng sinh bình đẳng. Nhưng mà trên nguyên tắc người được quan trọng nhất. Đức Phật ra đời là vì loài người xuất hiện. Chứ không phải gì là chó, là heo, hay là chư thiên, không phải vậy. Mục đích là muốn đem Phật Pháp cho con người là mục đích chính của Đức Phật. Thành ra mới đức thực hiện làm, thị hiện làm người. Chứ không thị hiện là Phạm Vương, thị hiện là Đức Thích, hay là một cái nhân vật hay quỷ thần, đó phải. Thành ra tại sao Đức Phật hiện lên làm người là bởi vì muốn đem Phật Pháp đến cho mọi người. Mà loài người là người nhân vật chính, là đối tượng chính cho Đức Phật. Tại khi mình nói cái gì đến Phật Pháp là phải đem người là chủ chốt. Tất cả những cái giới luật cũng vậy. Phải bất cứ như gì Đức Phật giảng. Thành ra trong trì giới cấm sát sanh. Quý vị cứ tưởng là ví dụ như giết một con heo, giết một con kiến, giết một con người, ba cái người, ba cái đó tội khác nhau. Chứ không phải bằng nhau. Mặc dù trên nguyên tắc là bình đẳng, chúng sinh bình đẳng, nhưng mà giết con người là tội nặng nhất. Nếu mà vì giết người mà trong giới thanh văn là vì mất giới thể liền được, mất giới thể liền được. Nhưng mà giết con heo, còn giết con kiến có thể sanh hồn. Không phải là tại mình nói là mình nghiện nặng nó nhẹ không phải, nhưng mà trên nguyên tắc thì bình đẳng là nguyên tắc, nhưng mà sự nó khác. Lý thì nó bình đẳng, sự nó cũng bình đẳng, đúng không? Có như mình với tỷ phú nào đó là trên nguyên tắc bình đẳng phải không? Nhưng bước ra mình thấy khác liền. Phải không? Ông leo lên cái là 5-7 người quỳ bên hay là làm kính trọng còn mình đi. Nhìn nó còn nhìn suốt nó xin. Thành ra còn trên nguyên tắc lý thì bình đẳng nhưng mà sự thì không có bình đẳng. Tại sao? Trên sự nó không bình đẳng. Tại nó phải cao hơn ta. Phải mạnh hơn ta. Phải có thế lực hơn ta. Để tiếng nói mình mất có được người khác nghe được. Bây giờ thí dụ bây giờ mình đi ngoài đường, mình nghe một cái người không lát đứng nói chuyện giảng Phật Pháp, mình không thấy nó quan trọng. Nhưng mà đại pháp sư nào đó nổi tiếng, tự nhiên mình lắng nghe. Thật ra tại sao mình phải cần những cái danh hiệu lớn như hòa thượng, thượng tọa hay gì? Cái đó thật sự trên nguyên tắc nó không là gì, nhưng mà nó bị gia cái hai chữ hòa thượng, tự nhiên mình cảm thấy phải kính trọng. Hình như có cái gì chữ hòa thượng nó nặng lắm. Nó thật sự nói là danh, nó là thiệt sự trên nguyên tắc, nó chỉ là âm thanh thôi. Nhưng mà nó có tác động vô cái tâm thức của mình, tự nhiên mình cảm nhận, mình tưởng tượng là cái chữ hòa thượng sẽ nặng mấy kilo luôn. Hình như có nhân vật quan trọng, thấy không?
nghe thượng tọa đại đức nghe tầm thường cũng chưa, thế là bởi vì cho mình chấp trên sự ngon không Phật. Bây giờ bình đẳng nghĩa, Phật Pháp Đại Thừa có một câu nổi tiếng: tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Nghe đâu? Cái là nói theo Phật Pháp Nhất Thừa. Đó là nói theo Phật Pháp của Hữu, tức là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng, mỗi người đều có Như Lai Tạng, có Phật tính, đều bình đẳng, đều sẽ thành Phật. Thành ra tại sao Kinh Pháp Hoa nói Nhất Thừa? Tất cả những người nào mà chỉ cần tâm tán loạn, đuốc và thắp nến, chấp tay một tay thôi, nằm một đều đã thành Phật đạo. Thành ra câu đó mạnh hơn câu mười niệm giảng sanh chưa chắc thành Phật, đúng không? Còn về giảng sanh về chưa chắc là có chuyện nguy hiểm. Tại nó bây giờ quý vị muốn cầu giảng sanh, thầy mong quý vị cầu hưởng ấm hưởng sanh, không bao giờ khởi cái chuyện là con chỉ cầu lên được giảng sanh là được rồi, về hạ phẩm hạ sanh cũng được. Nói hồi đó người nào nói hồi đó tức là không hề hiểu tình hình pháp môn và thua từ lúc mới và há họng là chưa kịp phát ngôn. Con không thể nào cam tâm con chui vô hoa sen con ngồi đó 12 đại kiếp. Có gì con làm gì 12 đại kiếp như vậy? 12 đại kiếp là 16 tỷ, 17 tỷ năm. Quá tính tổng khủng vợ. 17 tỷ năm ở trong hoa sen. Không làm gì, không có tác dụng. Cái là gì? Tìm lòng vật dụng. Thấy không? Biết không? Biết tìm lòng vật dụng. Có ai đọc nhắn lòng thật bắt chữ? Làm lòng thật bắt chữ không? Chỉ con rồng nó chìm ở trong cái đất thì nó thấy không làm được. Thấy không? Còn ở đây nè bà, hắn mang là phi lông tại thế. Con bay lên trời, con bắt đầu nhả ra, phun mây nhả khói ra, làm mưa ngập bụt lụt, làm tất cả những công năng vĩ đại của con rồng. Thành ra nếu mà cầu vãng sanh, thượng phẩm, mà muốn thượng phẩm, phải phát nguyện tâm. Thấy không? Chứ đừng nói cái cần người niệm, không có cần người niệm. Đó là trên nguyên tắc. Làm được hay không? Đó thì khác. Đó không Phật. Tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Điều này không loại trừ bất cứ chúng sinh nào. Người nào cũng có thể thành Phật. Nhưng chúng sinh khác trong sáu nẻo luân hồi, bất luận là cái nào, rốt cuộc, tức là những chúng sinh nào là trong thế nào này, bất luận như thành rốt cuộc cũng có năng lực tu học Phật Pháp, đạt đến mục đích thành Phật. Không thể nói nhóm chúng sinh này có thể thành Phật, nhóm chúng sinh kia không thể thành Phật, mà chung vì các chúng sinh, cho nên Phật Pháp cực kỳ bình đẳng. Tức là nói tất cả chúng sinh thành Phật là bất cứ loại chúng sinh nào. Đây là nói theo chân thường diệu hữu. Còn nếu mà nói dịch theo duy thức học á, thì nó khác, và chỉ là năm loại cảm tính. Thành ra mình học Phật Pháp mình phải nhìn rõ ràng. Bên duy thức tông họ nói là chúng sinh có năm loại căn tánh khác biệt. Là thứ nhất là Bồ Tát chủng tánh, Duyên Giác chủng tánh, Thanh Văn chủng tánh, Bất Định chủng tánh và Nhất Xiển Đề chủng tánh. Tức là mình sanh ra mình sẽ thuộc trong năm loại đó. Bây giờ mình muốn cố gắng làm cái loại khác cũng không được, bởi mình đã có cái chủng tánh như vậy rồi. Thí dụ như anh đó, anh Nhất Xiển Đề, tức là người đó hoàn toàn không tin nhân quả, không tin Phật Pháp, thì mình có dụ họ đến chùa, mình có năn nỉ họ, mình có giảng nói họ, mình có hâm he đánh đập họ, họ cũng không tin. Còn thí dụ như người căn tính Bồ Tát muốn thành Phật độ chúng sinh như vậy, có đem cho Phật Pháp tiểu thừa, họ không nghe. Còn các anh tiểu thừa, có căn tính tiểu thừa, anh sẽ thành A La Hán, thì dùng đem đại thừa, Bồ Tát ảnh cao siêu này nè, nó đại thừa phi Phật.
Thành ra khi họ nói thì mình không có giận. Tại vì căn tính họ như vậy rồi. Đấy không? Là sao anh biết đại thừa không hợp với thứ? Ai nói cho anh nghe? Thì thầy tôi nói hay là tôi nghe phong phân ai nói hay là tôi hỏi hay không? Chứ không thể sự không biết, tôi chưa hề nghiên cứu đại thừa, không biết đại thừa nói gì nữa. Không biết đại thừa nói gì mà biết đại thừa không phải là nói ngộ thiệt. Kỳ lắm, chưa biết nói cái gì hết mà đã biết đó là không phải Phật nói. Lạ chưa? Phải nghe rõ ràng nha, hiểu rõ ràng thì biết là đây là Phật thuyết hay không Phật thuyết. Còn chưa biết thì không biết Phật thuyết. Nó tại vì sao? Chủ quan thành kiến. Đó là cái gì? Ám độ, ngu si, nghiệp chướng sâu nặng. Thành ra mình cứ nghe ai nói câu đó mình không có chấp bỏ thì mình cũng cần cả cổng càng cãi vô ích, mất thời giờ, mất giấy mực, mất thời giờ của mình. À, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, hiểu không? Rồi mổ vợ, nhưng mà sao? Rồi so với thế gian thông thường, Phật pháp là chân thật, chân chánh bình đẳng, mới là cứu cánh chân thật bình đẳng. Nhưng mà nói đó là sự chân lý, hiểu không? Phật pháp tuy nhiên cho chúng sinh, tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật, nhưng vẫn dùng loài người làm căn bổ. Những loài chúng sinh khác cần phải đến địa vị loài người thì mới có thể phát tâm tu học thành Phật. Chỉ có con người mới biết học Phật và cầu thành Phật. Còn những người kia, những loài kia, ngay loài trời cũng vậy, xuất sinh, ngạ quỷ, địa ngục, Atula, trời. Mặc dù trên nguyên tắc họ có thể thành Phật, nhưng mà nếu họ không sanh hợp ở người thì cơ hội của thành Phật họ rất là khó. Thấy không? Đã được với Chư Thiên Đài sao mà mình khác với thần giáo. Thần giáo cho là khỏi trời thù thắng hơn khỏi người. Ai cũng mong lên trời hết. Thấy không? Mong cho lên trời được hầu hạ Thượng Đế, làm được cái gì đó. Nhưng mà đối với Đạo Phật Đại thừa, chỗ đó là chướng ngại cho sự học Phật, hiểu không? Thành ra nếu quý vị không cầu giảng sanh tịnh độ thì cầu trở lại sinh làm người, làm ơn phát nguyện trở lại làm người, không đi đâu mất tiền nhà ở con. Nếu không đi đâu thì không ở đây mà còn mong làm người. Mình chỉ như là thứ nhất, thứ hai là sinh nhận nhà Phật pháp. Đâu cũng vậy, cái bởi vì nên mỗi ngày phải phát nguyện như vậy, thấy không? Bởi vì cho nên tại sao mà bước trong kinh điển là thân người khó được, Phật pháp khó nghe, mình không hiểu được cái điều đó. Nó trong cái những cái nguyện nhất là bên Tây Tạng, họ hay đề cập cái vấn đề rất là lớn. Thành ra trong cái nguyện mà tôi phải dịch cái bậc thang giác ngộ, nó rất là tỉnh nghĩ về cái thân người đó. Cái thân người hay là nhàn, cái là hạ mãn, nhàn hạ và viên mãn. Rồi cho nên quan tể tướng mười hưu trong bài tựa kinh Viên Giác đã nói Phật pháp là vì tất cả chúng sinh, nhưng mà có thể chân chánh phát tâm bồ đề chỉ riêng có loài người. Thành ra mấy người thầy thấy thầy xin lỗi đạo Phật mà đi về mà mê tín, biến thành cái mê tín quá đáng. Ví dụ như ở đó con chim niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái nó giảng sinh, đứng giảng sinh. Thầy không tin, thầy không bao giờ tin. Anh có thể mà tuyên truyền cái nào anh tuyên truyền, cái đó là không phải là vấn đề mà một ví dụ như nếu mà nói như vậy thì một cái máy niệm Phật nó không thể giảng sinh. Khi niệm Phật anh phải biết nên phải niệm cái gì, giảng ý thức rõ ràng anh cầu. Mà phải tương ứng với khí phần của Đức A Di Đà mới được, chứ không phải dùng ông A Di Đà A Di Đà chỉ hoàn toàn chỉ thuần túy chập tập trung giảm thanh mà không hề quán tưởng Phật, không hề biết công đức trang nghiêm, mà không hề khởi được cái niệm mà phát về chúng sinh, độ chúng sinh, cầu thành Phật. Đừng nói chuyện nhãn sinh. Khả năng mình Đức Phật, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ muốn chứ vì thấy nó dễ để vì phấn khiến vì tu hành.
Nhưng mà không có nghĩa là cái ngủ đó rồi cứ không biết, chỉ an phận chỗ đó mà không biết tìm hiểu thêm ý nghĩa sâu xa của pháp môn đang tu là cái gì. Thiếu trí tuệ, mà thiếu trí tuệ thì là không có mê lầm mê tín. Cho nên học Phật phải có trí tuệ. Trí tuệ nó là quan trọng. Tính nó đưa mình vào, nhưng mà trí tuệ nó đưa mình đến đường bên kia. Mặc dù tu, tình độ pháp môn vẫn phải cần có trí tuệ. Đúng không ạ? Tại nên nhiều người họ bỏ phế tất cả, họ nghĩ là mình đã mua gì được Phật là đủ rồi. Thì thấy đó thì là phản đối. Nhưng mà giả như mình có thắc mắc, thì mình phải hiểu mình đang làm gì. Đúng không Phật? Có thể nó buộc được đường nói nè. Có thể trên chánh pháp tâm đề chỉ riêng là người mới có thể. Cho nên tuy nói tất cả chúng sinh đều là đối tượng cứu độ của Phật Pháp, nhưng chỉ có loài người là có trí tuệ, có tâm bi, có nghị lực, có năng lực nhất để bổng thọ sự huân đạo của Phật Pháp. Đức Phật xuất hiện thế gian là điều chứng minh rằng loài người có thể tiếp thọ sự giáo hóa của Phật Pháp. Khi mà Đức Phật thành Phật, Ngài mới dùng trong kinh nói là Ngài quan sát thế gian thấy chúng sinh ngu muội là phiền não quá nhiều, trong khi Phật Pháp quá sâu xa, rồi Ngài có ý định muốn nhập Niết Bàn. Thành ra rồi Phạm Dương hiện ra cái mời thỉnh Ngài, thỉnh Phật trụ thế, thỉnh Phật chuyển pháp linh, đúng không? Đức Phật có phải làm vậy không hả? Đức Phật khi mà xuất hiện ra đời là Đức Phật gì? Muốn độ chúng sinh nhưng là phải muốn dùng được Niết Bàn. Nhưng mà cái đó tại sao mà cứ phải làm vậy kia vậy? Là bởi vì muốn có người mời thỉnh. Cái pháp này nó quý, nó phải có một cái người nào có địa vị mà Phạm Vương là chủ cõi Ta Bà. Đức Phật đến cái nhà này, Đức Phật là khách, phải có ông chủ long trọng mời Đức Phật ở lại, Đức Phật mở lại. Để chứng minh là cái pháp của Ngài đem đến đây là rất là quan trọng. Không phải dễ, không phải xong cái dù nhà hấp tấp chạy thục mạng đến kiếm người đi giảng pháp, không có điều này. Thành ra tại sao mà kêu thỉnh một pháp sư gì để giảng pháp cũng nghi thức long trọng là vậy. Tại sao vậy? Thỉnh chuyển pháp luân mà. Và thấy bây giờ nhiều khi thấy có vẻ rất là không có cơ thường, rất là coi thường pháp sư. Giảng nghe cũng được, giảng thôi thì được. Thỉnh Phật trụ thế tức là sao? Phật trụ thế là gì? Trụ thế là chánh pháp trụ thế thì Phật trụ thế. Mà muốn chánh pháp trụ thế là phải thỉnh chuyển pháp luân. Mà ai chuyển pháp luân? Là các pháp sư chuyển pháp luân chứ còn ai? Những cái này Phật muốn bàn đâu về đâu có chuyển được đâu. Tức là đây là Phật đang chuyển pháp luân. Mà không thấy, thấy cô thường pháp, hiểu không? Bây giờ mình thất bại là bởi vì mà tại sao mình không thâm nhập Phật pháp này vậy? Rồi, thầy muốn chuẩn bị cái tâm để mình nghe pháp. Thật ra trong cái cuốn mà Bậc Thánh Giác Ngộ Bình Mật Tâm nó rất tỉ mỉ, ngày sau pháp ba nên tuyệt vời. Ok. Tất cả chúng sinh mỗi loài đều có đặc tính riêng của chúng. Loài người có đặc tính của loài người, cần phải hiểu rõ sự đặc biệt thù thắng của loài người so với những loài chúng sinh khác, rồi dùng đặc tính của loài người để học tập. Mình phải biết mình có đặc tính gì. Mình nói chung chung là chúng sinh thì nó không có chúng sinh. Trọng tâm của mình cứu ai, cứu người cứu chúa. Thành ra trong cái bài mà ngày Ấn Thượng nói đó, mình phát tâm ăn chay, phóng sanh, trời bỏ hàng ngàn đồng để mình đi phóng sanh. Đúng không? Từ bi không? Từ bi không? Từ bi lắm. Nhưng mà ra đường, hôm lấy đứng đó 2 đồng cũng dám cho. Mình có 1.000 con cá, không bằng cứ 1 người. Thành ra mình điên đảo. Mình nó mơ mơ hồ mình cứu chúng sinh nào đâu, nhưng mà người đứng trước mặt mình là không quan tâm. Nó cho nó không xì kè, cho nó là cái này, cho nó là cái kia. Mình biết luôn con mình đem đứt cho mình cho con cá nó ăn, nói với nó xì kè sao biết.
thành ra mình không biết, phải không? Thành ra Đức Phật mình phải gì cũng được, có chánh kiến mới được, nếu không mình sẽ lấp lao lấp lửng, mình không được, không được hết. Thành ra bây giờ mình biết mình là người, mình có đặc tính gì không? Một có ba cái là gì? Thứ nhất là ký ức. Ký ức, con người có ký ức, tại sao ký ức rất là phong phú, rất là lâu bền. Không biết những loài cá có ký ức hay không, nhưng mà con người đặc thắng là con người có ký ức. Nghe không? Thứ hai đó, cái đặc thắng thứ hai con người là phẩm hạnh, biết luân lý, biết đạo đức. Chó là có, những con heo, con chuột, con gà, những sư tử nào đâu có. Chỉ có con người mà có luân lý, đạo đức, có phẩm hạnh. Thứ ba là dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chịu đựng. Một cái gì thì mình đã quyết định mình làm, thấy không? Mình đáp lên ba cái đó, thấy không? Chắc là đặc thắng của loài người, bởi vì như thế. Tại sao con người dựa lên ký ức đó mà cái sự mà văn minh nó mới càng lúc càng tiến triển, thấy không? Tại sao mà mặc dù là văn tự này á, những gì kinh văn tự nó là cặn bã của thánh nhân, nhưng mà nếu không có cái những cái này đó, thì làm sao mình biết những cái gì Đức Phật đã nói những cái gì. Thành ra đôi khi những cái ký ức của loài người nhau là mình dùng cái đó để mình tu học Phật pháp. Rồi một Phật thứ hai nói đến con người, Phật pháp không loại bỏ bất cứ người nào từ lập trường của kinh này. Ta nêu lên ba điểm để thảo luận. Bây giờ đặc tính con người thầy sẽ từ từ giải nhìn cho khác. Bây giờ có ba cái bình đẳng mà trong kinh này cũng nói. Thứ nhất, xuất gia và tại gia, cái đó quan trọng. Thứ hai là nam tính và nữ tính, và thứ ba là người già và người trẻ. Bây giờ mình đang ba vấn đề này. Xuất gia và tại gia bình đẳng, không xem xuất gia là trọng. Đó là lập trường của Phật pháp đại thừa. Thì mà thầy thấy mình là thật sự Phật pháp Trung Hoa Việt Nam là mang tiếng là Phật pháp đại thừa, nhưng mà thực sự không phát huy được tinh thần đại thừa, vẫn còn rất là truyền thống, xem trọng người xuất gia và thường người tại gia. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là mốt mới luyện lên đây rồi thầy Pháp Chánh vào đây thì không leo mình kêu vào nó cần không cần từ từ nó tôi lại bình đẳng rồi thì thầy ngồi đâu tôi ngồi đó cũng được, chưa đến độ đó không, chứ nó phải cuồng dữ vậy, thấy không? Tại sao vậy? Thấy không, pháp quy này, ví dụ như mình hãy tổ chức những cái nào đoán về xuất gia, thấy không? Mà cho đó là tôn thánh, mình em thấy, mình em thấy Bồ Tát giới, pháp Bồ Đề Tâm, lễ pháp Bồ Đề Tâm, lễ thọ Bồ Tát giới, so với là còn cái sự giải thoát tâm được. Tại vì tại sao mình cứ nghĩ rằng công đức xuất gia này nó, nhưng mà không quên rằng pháp Bồ Đề Tâm công đức hơn công đức xuất gia rất là lớn. Bởi vì mình hiểu ý nghĩa Bồ Tát, thấy không? Thì cũng được đi, nghĩ là trên con đường này xuất gia, thấy không? Nó có cái thù thắng của nó, nhưng mà không phải là thù thắng với tất cả mọi người. Nếu mà hiểu được ý nghĩa Bồ Đề Tâm, mang thân tại gia để hành, thắng mình xuất gia. Nếu mình biết làm cái gì kìa, còn nếu mình ngu ngơ nói thì cũng như không. Ta
năm cái bởi vì tại sao mà cái vai trò của thầy giáo là người thầy giáo phải học Phật để phải biết coi vai trò của mình làm cái gì. Như phu nhân tháng nay ngứa người nghe xong là biết là bà phải làm cái gì rồi. Dĩ nhiên đó là người thượng căn rồi, còn mình là người bình dân, cái căn tánh trung trung bình thường thì mình phải tìm cái đường hướng mình đi, hiểu không? Bây giờ Phật pháp có hai loại là xuất gia và tại gia. Có người cho rằng Phật pháp là riêng cho người xuất gia, hoặc giả cho rằng người xuất gia đặc biệt quan trọng. Mình nói này có nghĩa là người phải từ từ hiểu, mà không có ngày mai thì quan trọng gì nữa đâu thì thôi. Ê, không phải vậy, phải quan trọng nhưng quan trọng như thế nào, phải không? Thật ra từ ý nghĩa bình đẳng của Đại Thừa mà nói, học Phật, thành Phật cũng như hoàng dương Phật pháp, tại gia và xuất gia là bình đẳng. Tại sao mà cho bà Phấn Lan Phu Nhân là một người tại gia mà là người nữ mà đứng ra hoàng dương Phật mà sau này sau khi Đức Phật đi về giảng xong rồi, Đức Phật đi về cung rồi đi về thì cái giường cấp cô độc trở lại đó, thì bà mới là vào cung gặp ông chồng là quốc vương Hữu Xính, thuyết phục ông chồng tin Phật pháp Đại Thừa, đồng thời giáo hóa nam nữ trong nước từ 7 tuổi trở lên tu học Phật pháp Đại Thừa. Bởi vì tại sao? Bởi vì muốn làm Phật pháp thì phải có thế lực, phải có sắc đẹp, phải có sức khỏe, phải có quyền quy. Đừng nói an bần lạc đạo nữa, người dưa muối. Cái đó là hình ảnh bệnh hoạn nhất mà Phật pháp không bao giờ chấp nhận. Cái đó là hình ảnh của ngoại đạo với mình, của Đạo Phật. Nhưng mình thích cái đó, mình thích cái đó. Mình thích thầy nào ốm yếu rồi ngòn ghề gò ăn đi kiếm đồ cũ rồi không thường khô không thì nào đừng không có nghĩ gì, đừng không có thèm, có cứ nghĩ nói chung chung vậy thôi, có mỗi người cái hạnh. Nhưng mà cái đó không phải là cái đó không phải là cái hình ảnh mà cái trường hợp của Phật pháp Đại Thừa muốn nói. Đó là cái khổ khổ hạnh đầu đà ca diếp. Cái đó là Đức Phật đã ngài ca diếp. Đức Phật ông già rồi, ông đồng hành đồng hòa đệ nhất là ngài ca diếp. Tất nhiên ông lớn tuổi rồi, Đức Phật nói ông hôm nay Đức Phật là thầy, ông thấy thế thôi, ông già yếu rồi, ông tạm ngừng cái khó ăn đi, nhất định không, ca diếp nhất định là không. Thì Đức Phật nói ok, nếu vậy thì tốt, không sao, ông muốn sao nữa, tùy ý, hiểu không? Thành ra vấn đề tại sao mà mình không học được Phật pháp Đại Thừa là bởi vì mình không có biết để phát huy tinh thần Đại Thừa. Và cứ tự nghĩ là khổ hạnh là để nhất, không có phải gì. Dĩ nhiên là mỗi người căn tính khác nhau, phải không? Có những căn tính độc giác, có những căn tính thanh văn, có những người thích tu khổ hạnh. Nhưng mà trên chánh thường của Phật pháp Đại Thừa, khổ hạnh không phải là cái tiêu chánh của người thường Đại Thừa. Thấy không? Ngọc Phật như Thắng Ma Phu Nhân trong kinh này là một vị cư sĩ tại gia mà có thể thuyết giảng một pháp môn vô cùng thâm sâu viên mãn. Nếu hỏi Đại Thừa Tiểu Thừa có gì khác biệt, có thể trả lời là Tiểu Thừa xem trọng người xuất gia, còn Đại Thừa phần lớn là hiện thân cư sĩ tại gia. Cho nên những người Bồ Tát mà trong Đại Thừa đầu phần lớn là hiện thân cư sĩ tại gia. Đoàn thù ngay cả nhà Di Lạc, thấy không? Rồi Quán Âm phụ thường là hiện thân người nữ, thấy không? Là bởi vì tại sao vậy? Người nữ là tượng trưng cho tâm bi, tâm bi. Người nữ mà bỏ tâm bi thì nó trở thành như đàn ông, thấy không? Tại sao cái người nữ hiện thân tư dáng dấp nhẹ nhàng, nhu mì hiển lên cái gì đó là tình thương của người này,
với mấy ông thì đó mình thua, mình mất cái đặc tính của mình, mình mất cái mình kêu mất gốc, mình lai can. Bây giờ mình muốn giống như đàn ông không được, mà rất cũng sao? Hiện tướng đàn ông nên làm gì? Thầy đã được tại sao mà trong cái người thầy giảng và đức quan ông mà tại sao mà hiện thân mình nữ là bởi vì đó là một sự chống đối chế độ nam trọng nữ khinh của nước Trung Hoa, cho rằng cho người ta biết rằng người nữ cũng làm được những việc to lớn như vậy. Đó là cái phương tiện độ chúng sinh bằng cách đăng khải, tức là mở khai mở cái tâm của người nam, nhưng mà bởi vì mấy ông nam này cái đầu óc nó giống như chì như đất rồi, nó bị không thì là bởi vì cho nên nó không biết như vậy, nó cãi đổ mà có tiếp tục nó bám víu rồi thành ra cổ hủ phong kiến như vậy. Thì bây giờ mấy bà Tây Phương sẽ có chương trình đó, thành ra mình bởi vậy cũng không phải có nghĩa là nó là mốt mình ra đường rồi mình cứ tưởng tượng như vậy. Cái niệm Phật pháp đem đến thế gian là đem hạnh phúc cho thế gian, đem sự thông cảm giữa hai bên với nhau, chứ không phải hai xuống hai bên nó lộn nhau, phải vậy. Cái mục đích của Phật pháp đại thừa là đem an lạc, là đến đây để xây dựng những đổ vỡ, để nó hàn gắn những thương đau, làm cho chúng sinh càng lúc càng hạnh phúc, chứ không phải làm cho người ta đau khổ, không phải chia chồng rẽ vợ người ta ra. Người ta đang ấy là cái xúi vợ đi tới xuất gia bỏ ông chồng làm gì nữa. Thầy thấy nhiều người, nhiều thầy có những cái kỳ dị vô cùng, phá hoại gia can của người ta vậy. Người ta gây gỗ nha thì cố gắng làm sao mà anh chị sống nha. Tại sao không có con người bạn mình xây dựng cái hàng gắn để làm những việc như vậy, như vậy. Thấy không? Thành ra bởi vì cho nên Phật pháp mình phải hiểu được. Phật pháp có nhiều phương tiện mà tại sao hiện người nữ, hiện người nam, hiện bất cứ thần hình. Nhưng mà cái đại thừa phần lớn là khuyến khích cái người tại gia tu Bồ Tát hạnh. Bởi vì tại sao thầy nói cái thầy, một cái vị thầy như là thầy đây đã mang hình tướng lỡ bằng tướng thanh văn rồi, khó lòng mà thành Bồ Tát được. Bởi vì tại sao vậy? Nó bị vướng mắc này giống cái lò tối rồi, khổ không ra được, không ra khỏi chùa bắt đầu đi mặc cái này xung quanh, ai mặc cái này ra đường thấy kỳ thấy mộ. Người Mỹ họ nhìn thấy cũng lạ mà ngay Việt Nam thấy cũng kỳ. Tự nhiên nó có sự gào bó nào đó, mình không được tự tại, mình không muốn làm thì mình nói con này mình không được nói, mình muốn làm hành động kia không được làm. Trong khi cái thân đại gia nó có những cái phương tiện thù thế, mình phải dùng những cái phương pháp, những cái ngôn ngữ mà mình phải diễn chuyển được. Mình có thể đến nhà họ, mình có đến bạn họ, mình tìm hiểu tâm lý của họ, mình có thể tìm hiểu những cái phiền não của họ. Do vậy mình biết cái bệnh của họ rõ ràng như thế nào. Đôi khi mình phải đi theo cái người đó 5-7 tháng, 5-7 năm, từ từ mình biết, à, phiền não họ mình có tìm đúng cái nguyên trị bệnh. Còn khi đến đây là mình mới thầy làm sao biết. Nói chuyện không dám đứng gần. Không thật sự là vậy, thông cảm gì đâu. Nó lắm bánh thì câu dạ bạch thầy rồi chứ dạ xong rồi đi về mất tiêu. Không biết người đó bệnh gì, không muốn, không tìm hiểu, không dám tìm. Đến gần bắt đầu người ngồi xong nói, à ông gì đây, muốn nhớ trò gì đây. Khổ thì khổ. Như vậy làm sao đổ chúng sanh? Như vậy làm sao hành Bồ Tát đạo? Thành ra đây là cái hình tướng của cái người mặt viễn ly, cầu tự giải thoát, cầu vô chỗ vô trần vô hạn vô động. Còn mình tự liễu, tức là tự liễu hán, tức là tự tượng mình giải quyết vấn đề cho mình thôi. Muốn đầu xin nắm được. Thành ra vấn đề mà tổ chức mà đoàn người xuất gia thì dĩ nhiên là có. Nhưng mà thầy thấy không biết có thật sự lợi ích hay không. Nếu mà như mà giả sử giả như mà giúp cho họ hiểu được mà phải hành trì đúng người xuất gia, chứ còn vô nó 2 ngày, 8 ngày, nó đâu có thể thấy đâu. Thì sao cũng được, có duyên gặp tụ họp nhau để lễ Phật tụng kinh cũng được. Nhưng mà nếu mà muốn chân thật thù thắng,
cái người tại gia thực sự bây giờ đối với Phật pháp rất quan trọng. Thì mong như vậy. Hiểu không? Tại vì là Phật. Thưa nha. Phật.